Mời quý vị tiếp tục theo dõi tạp chí Địa ốc trên kênh FBNC. Thưa quý vị, mới đây thì Nhật Bản cho hay là tiến trình cho phép khởi động lại các nhà máy hạt nhân tại quốc gia này có thể sẽ chưa thực hiện được trong vài năm tới sau sự cố thảm họa tại Fukushima năm 2011 vừa qua. Chủ tịch Cơ quan Kiểm soát Hạt nhân Nhật Bản NRI, ông Toyoshi Fukuda, nhận định Nhật Bản sẽ khó hoàn thành mục tiêu năm 2030, điện hạt nhân chiếm 1/5 nhu cầu điện toàn quốc. Lý do là NRI chưa có kế hoạch cho khởi động lại các nhà máy hạt nhân đã đóng cửa sau sự cố Fukushima hồi năm 2011. Cơ quan Kiểm soát Hạt nhân Nhật Bản NRI đã được thành lập một năm sau đó, đã đưa ra cái tiêu chuẩn ngặt nghèo hơn đối với ngành công nghiệp hạt nhân của quốc gia này. Cho đến nay thì 12 lò hạt nhân của 6 nhà máy đã bị đóng cửa, hầu như đã đáp ứng đủ các yêu cầu an toàn của NRI đưa ra. Tuy nhiên, chỉ mới có 4 lò đã tái khởi động. Mặc dù chúng tôi có nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật kiểm tra hạt nhân, nhưng nhiều nhà máy nằm ở bờ biển phía đông Nhật Bản có những nguy cơ chịu tác động bởi thiên tai địch họa. Cho nên, tiến trình kiểm tra để tái khởi động ở đó sẽ phải chậm hơn và xem xét từng trường hợp một. 12 lò hạt nhân đã được phê chuẩn nằm phía tây Nhật Bản và không có lò nào nằm ở khu vực phía đông bờ biển Nhật Bản, nơi nhà máy Fukushima Daiichi bị nổ hồi năm 2011. Theo số liệu mới nhất của JLL thì Hồng Kông đang là thị trường dẫn đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương về số lượng các giao dịch đầu tư khách sạn. Tính đến tháng 9 năm nay thì đã có 11 thương vụ được thực hiện với trị giá gần 1,5 tỷ đô la. Theo số liệu của JLL, trong 9 tháng đầu năm nay, tổng khối lượng đầu tư khách sạn ở châu Á-Thái Bình Dương đạt 5,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thì Hồng Kông dẫn đầu về số lượng các giao dịch đầu tư khách sạn với 11 thương vụ trị giá gần 1,5 tỷ đô la Mỹ. Những thương vụ trong số này nhằm chuyển đổi các khách sạn thành khu dân cư hoặc văn phòng. Cùng với đó thì JLL nhận định nhiều chủ khách sạn khác cũng muốn chuyển đổi tài sản của họ vì nhận ra nhu cầu về không gian văn phòng tăng trưởng mạnh mẽ. Số thứ hai về giao dịch đầu tư khách sạn trong 9 tháng đầu năm nay là Nhật Bản và Thái Lan với khối lượng giao dịch lần lượt đạt 1,2 tỷ và 335 triệu đô la Mỹ. Trong đó, động lực chính thức đẩy thị trường Nhật Bản được cho là đang đến từ việc quốc gia này đăng cai Thế vận hội Olympic 2020. Trong khi Thái Lan được cho là hưởng lợi từ nền chính trị ổn định và lãi suất đang tăng lên. Từ nay đến cuối năm thì giá trị các giao dịch tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể rơi vào khoảng 1,5 đến 2 tỷ đô la Mỹ. Phần lớn các giao dịch này được kỳ vọng sẽ diễn ra tại Nhật Bản. Tính chung trong cả năm nay, JLL dự báo tổng lượng đầu tư khách sạn sẽ đạt từ 7,5 đến 8 tỷ đô la Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, giảm nhẹ so với mức 8,6 tỷ đô la Mỹ của năm ngoái. Lý do giảm theo JLL là do thiếu nguồn cung khách sạn bán ra trên thị trường và sự chênh giá giữa người bán và kỳ vọng của người mua. Thưa quý vị, trả lời thắc mắc của một doanh nghiệp bất động sản hồi cuối tháng 4 vừa qua, Bộ Xây dựng đã đồng ý cho doanh nghiệp này được xây dựng căn hộ thương mại có diện tích tối thiểu là 25m². Sau đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị xem xét lại vì lo ngại ảnh hưởng đến quy hoạch trật tự và mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng vẫn giữ nguyên quan điểm ủng hộ với căn hộ có diện tích 25m² và thậm chí đề nghị thành phố cho phép một tỷ lệ nhất định các căn hộ có diện tích này trong một dự án chung cư. Rõ ràng trong nội bộ cơ quan quản lý vẫn tồn tại hai luồng ý kiến khác nhau về sự tồn tại của những căn hộ thương mại 25m². Kinh nghiệm của các nước như thế nào xung quanh vấn đề này thì mời quý vị cùng theo dõi nhận định của ông Ashwin Magazine, là chủ tịch của CBRE, nhân chuyến thăm của ông này đến Việt Nam vừa qua. Ở các quốc gia khác, chúng tôi nhìn thấy chính phủ cũng có những chính sách nhắm đến cách thức của căn hộ, như là giảm diện tích căn hộ. Tuy nhiên, những loại nhà ở như thế này thường là dành cho những người có thu nhập thấp, những đối tượng cần sự hỗ trợ của chính phủ. Chủ đầu tư của những dự án này cũng sẽ có những điều kiện thuận lợi về thuế. Còn người mua lại căn hộ này cũng sẽ được vay với lãi suất ưu đãi hơn. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể mua được những căn hộ này, mà phải có những điều kiện nhất định, ví dụ như thu nhập phải nằm ở mức cần sự hỗ trợ của chính phủ. Chúng tôi thấy như ở Singapore, những người mua được những căn nhà này nhận được rất nhiều sự hỗ trợ. Tuy nhiên, họ không thể bán căn hộ đó trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ từ 3 đến 5 năm sau khi mua. Mục đích là để những căn hộ này hướng đến đúng đối tượng mục tiêu. Cuối tuần qua, chủ đầu tư của dự án căn hộ Estella Heights đã tổ chức chương trình bốc thăm may mắn chuyến du lịch châu Âu trị giá 100 triệu đồng một chuyến. Đã có 3 vị khách mua căn hộ Estella Heights phiên bản đặc biệt may mắn giành được giải thưởng giá trị này. Chương trình bốc thăm chuyến du lịch châu Âu trị giá 100 triệu đồng một chuyến dành riêng cho những khách hàng mua căn hộ Estella Heights phiên bản đặc biệt trong giai đoạn từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 29 tháng 10 năm 2017. Anh Nguyễn Terin là một trong 3 vị khách may mắn trúng giải thưởng du lịch châu Âu trị giá 100 triệu đồng. Anh Rin chia sẻ niềm vui khi vừa nhận được nhà mới, vừa nhận được phần quà có giá trị.
Hôm nay đi tới bốc thăm thì đi cho vui luôn. Thật chắc là đi cho vui thôi, không nghĩ là mình được trúng như này. Nói chung là rất là khá là vui khi mà được một phần quà lớn trước khi nhận căn hộ của mình. Thì cũng khá là nhiều ý nghĩa. Nếu mà nhận căn hộ với một chuyến đi kèm theo một chuyến đi du lịch thì nó thật sự là một ý nghĩa lớn khi mà mình nhận căn hộ của mình. Cùng với giải thưởng du lịch châu Âu trị giá 100 triệu đồng một chuyến, khách hàng mua căn hộ Estella Heights phiên bản đặc biệt trong thời gian trên còn được hưởng nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn khác như thanh toán linh hoạt chỉ 2% một tháng đến khi nhận nhà vào năm 2019. Nhận ngay phiếu mua hàng điện tử trị giá 50 triệu, quà tặng 10 lượng vàng. Estella Heights là dự án phức hợp cao cấp rộng hơn 2,5 hectare, nằm dọc theo xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án gồm 4 tòa tháp cao 33 tầng và một khối đế trung tâm thương mại. Dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 bao gồm 2 tòa tháp với 496 căn hộ loại từ 1 đến 4 phòng ngủ. Hiện giai đoạn 1 đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng vào giữa tháng 10 năm 2017. Giai đoạn 2 gồm 2 tòa tháp còn lại với 376 căn hộ phiên bản đặc biệt, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2019. Bên cạnh chất lượng xây dựng và nội thất cao cấp, Estella Heights còn nổi bật nhờ thiết kế xanh mát theo phong cách khu nghỉ dưỡng hiện đại. Là người bạn của tôi đã có một cái căn hộ ở đây. Khi mà tôi vào thăm mấy căn hộ á, thì tôi thấy căn hộ được trang trí rất là tốt. Về nội thất thì nó rất là cao cấp. Và cái khu tiện ích của cái khu căn hộ của bạn tôi ở á, thì nó rất là hoàn chỉnh, rất là đầy đủ và theo cái phong cách của nước ngoài. Rồi tôi thấy ở nơi này nó cũng có những cái thuận tiện cho bản thân tôi. Chẳng hạn như là bây giờ nếu mà đi từ trung tâm quận 2 qua quận 1 hay là những cái quận nội đô thì đều thuận tiện. Và đặc biệt hơn nữa là nó có một ấn tượng đối với tôi là tại vì khu này rất là gần với cái khu mà bà xã tôi làm việc ở quận 2. Thành ra tôi quyết định chọn cái căn hộ ở Estella Heights. Điểm nhấn khác của dự án Estella Heights là trung tâm thương mại Estella Place nằm tại khối đế của giai đoạn 2. Estella Place cung cấp đến 37.000m2 bán lẻ trải dài trên 5 tầng lầu, nổi bật với kiến trúc xanh năng động, hài hòa với không gian đô thị hiện đại. Thưa quý vị, cuối tuần qua, công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Thế Kỷ Sen Invest đã chính thức giới thiệu dự án Love Vera Park. Đây là dự án nhà liên kế vườn lớn nhất khu Tây Nam Sài Gòn và được đông đảo khách hàng quan tâm. Tòa lạc ngay tại mặt tiền đường Trịnh Quang Nghị, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Love Vera Park là dự án nhà liên kế có quy mô lớn nhất tại khu Tây Nam Sài Gòn với diện tích 20 hectare. Love Vera Park có mật độ xây dựng rất thấp, chỉ 20%, 80% diện tích còn lại được dùng để xây dựng tiện ích và phát triển mảng xanh, bao gồm hai cụm công viên lớn, khu trò chơi trẻ em, khu thể thao cộng đồng, đường dạo bộ, khu hồ bơi, bãi đậu xe v.v. Với diện tích linh hoạt 5 x 15 hoặc là 6 x 15 mét, nhà liên kế Love Vera Park được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại, đơn giản, chú trọng đường nét và chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mỗi căn Love Vera Park bao gồm một trệt hai lầu, đón gió và sáng tự nhiên, với mức giá khá hợp lý, chỉ từ 2,39 tỷ đồng một căn, bao gồm cả nhà, đất và sổ hồng. Điểm đáng chú ý khác, Love Vera Park được đầu tư và phân phối bởi các đơn vị bất động sản uy tín, chuyên nghiệp. Theo đó, dự án được phát triển bởi Sen Invest, thành viên trực thuộc tập đoàn Sen Group đã phát triển thành công nhiều dự án tại Hà Nội và Đà Nẵng như Parkview Residence, FLC Garden City, Times Garden Hạ Long v.v. Cùng với đó là sự hợp tác phân phối của công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ Senland, một đơn vị đã có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối bất động sản. Chúng tôi cũng đã tích lũy được tất cả những cái hiểu biết của mình về kinh nghiệm trong suốt hàng chục năm qua trong việc phân phối và tiếp thị rất nhiều các sản phẩm ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh này. Để kết tinh những cái gì mà hay ho nhất, tinh túy nhất, những cái gì mà khách hàng trong thành phố Hồ Chí Minh này mong đợi nhiều nhất thì chúng tôi đều cố gắng để đưa được những cái mô hình tốt nhất vào trong cái dự án Love Vera Park. Và vì vậy cho nên là như quý vị đã thấy là ngày hôm nay trong cái buổi lễ công bố dự án thì đã nhận được một sự quan tâm rất đông đảo của rất nhiều các khách hàng và các nhà đầu tư liên quan đến dự án Love Vera Park này. Hiện Sen Invest đã đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ bản hệ thống tiện ích và cảnh quan. Nhà mẫu đã mở cửa đón khách tham quan và nhiều khu đã thi công đến tầng 2. Bên cạnh các thế mạnh về chất lượng, uy tín nhà đầu tư, Love Vera Park còn đưa ra nhiều chương trình hỗ trợ tài chính, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu nhà liên kế vườn tại Love Vera Park. Theo đó, khách được ưu đãi đến 18% một năm số tiền thanh toán trước hạn. Đối với khách hàng có nhu cầu, sẽ được hỗ trợ vay với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong vòng 12 tháng, hoặc lãi suất 0% trong vòng 30 tháng, hoặc lãi suất cố định 5% trong vòng 60 tháng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật quý vị các thông tin đáng chú ý sau đây trong phần tiếp theo của tạp chí Địa Ốc.
Bàn giao được một dự án Rosita Garden đợt 1 chỉ sau 3 tháng mở bán. Tư vấn về việc Việt Kiều có được đứng tên mua nhà tại Việt Nam hay không.